Ta-da! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy rằng ở trên các cái page về vẽ thì có rất là nhiều bạn thắc mắc rằng là XP Pen hoạt động có tốt không? Bởi vì XP Pen nó có một cái giá rất là cạnh tranh. Thì cũng rất là hay đấy là hôm nay XP Pen vừa mới gửi cho mình một cái tablet. Nó là dòng Decode Pro size medium. Và hôm nay thì mình sẽ cùng nhau unbox cái này. Và mình cũng sẽ vẽ thử để xem là cái bảng vẽ này nó có phù hợp cho cái công việc của một senior artist không nha. Để đánh giá một cái bảng vẽ nó có phù hợp với lại cái công việc mà mình thường sử dụng không thì mình sẽ có một vài những cái tiêu chí cá nhân như thế này này. Đầu tiên thì là về kích thước, mình sẽ luôn luôn ưu tiên những cái mà về medium, bởi vì thì mình thấy rằng là với những cái kích thước mà nó tương quan giữa bảng vẽ và cái màn hình mà mình sử dụng thì cỡ medium này sẽ giúp cho mình có cái hoạt động tay tốt hơn này, cái độ tương thích giữa cái lúc mà mình, và các bạn biết là lúc mà mình vẽ thì mắt mình nhìn một hướng và cái tay thì mình đặt ở dưới này ấy, thì khi mà cái bảng vẽ nó tương thích với lại cái màn hình thì nó, cái điểm tay của mình đặt nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ chuẩn hơn một chút. Chính vì cái lý do đấy thì mình thấy rằng là đối với cái kích thước medium thì cái cổ tay của mình nó cũng sẽ hoạt động được thoải mái hơn. Tiêu chí thứ hai của mình là lực nhấn của nó sẽ phải ổn định và nó phải có một cái lực nhấn tốt. Có nghĩa rằng là khi mà mình thấy rằng cái bảng vẽ nó không được nhạy lắm thì mình sẽ có xu hướng là cầm cái ghì cái bút này rất là chặt luôn. Khi mà mình vẽ một số những cái style mà nó cần phải ngồi cà cà này, xong rồi render rất là nhiều, thì những cái bảng vẽ nó ổn định, tức là nếu mà nó nhạy quá ấy, thì cái nét vẽ của mình nó rất là dễ kiểu nét đậm nét nhạt. Còn nếu mà nó không nhạy thì mình phải liên tục ghì tay như này thì rất là mỏi. Cho nên là mình muốn đối với một cái bảng vẽ đấy là cái độ, cái lực nhấn của nó nhạy nhưng mà phải ổn định nữa. Ngoài ra thì nó cũng có một số những cái yêu cầu khác như là cái độ to và độ nặng của bút này. Thì mình rất là thích những cái bút mà nó cầm chắc tay một chút. Nhưng mà cũng có một số bạn thì cũng có nói chuyện với mình ấy, thì cũng có phàn nàn rằng là khi mà cái bút mà nó nặng quá thì người ta vẽ một lúc người ta sẽ bị mỏi. Thì cái này mình nghĩ cũng là sở thích cá nhân thôi. Và ngoài ra thì một yếu tố cực kỳ quan trọng, đấy là cái bảng vẽ đấy nó có trơn hay là nó sẽ nhám, nó có bị quá trơn để mà ngồi vẽ không. Bạn biết đấy, có nhiều người thì cũng có nói rằng là bảng vẽ thì nó cũng không phải quan trọng lắm, cái quan trọng đấy là cái người sử dụng, cái kỹ năng của người sử dụng cơ. Thế nhưng mà đối với cá nhân của mình thấy rằng là cái việc vẽ là việc đối với mình rất là khó. Cho nên là những cái công cụ tốt nhất là nó hỗ trợ cho mình chứ đừng có gây thêm phiền toái nữa. Cho nên là nếu mà mình có khả năng để mua được một cái bảng vẽ tốt thì tại sao lại không nhở? Cho nên là mình sẽ muốn có một cái bảng vẽ tốt để sử dụng cho cái công việc mà mình phải làm hàng ngày hàng ngày. Còn tất nhiên nếu như mà bạn là cái người mới bắt đầu này, bạn chưa biết gì hết và bạn cũng đang là học sinh, sinh viên chẳng hạn, thì mình có cái giới hạn về mặt tiền bạc thì mình cũng có thể cân nhắc mua một số những cái dòng mà size small này, hoặc là những cái dòng mà cho cái người mới tập thì nó cũng kinh tế hơn rất là nhiều. Để làm quen thì thực sự là có rất là nhiều công cụ để mà các bạn có thể tập làm quen, và khi mà trở thành cái người mà làm việc thì mình sẽ đầu tư, mình sẽ có điều kiện mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà có giá cao hơn và chất lượng tốt hơn nhiều. Sau khi mà mình unbox thì đây là tất cả những cái ở trong hộp này. Thì đầu tiên là có một cái bảng vẽ. Như các bạn thấy thì nó cũng có một cái tem có sưu lại ở đây này. Ngoài ra thì mình có hai, có thêm hai cái dây này. Thì đây là những cái có một cổng là cắm USB và một cổng là cắm Type-C. Thì trong cái cuốn sách hướng dẫn này thì có nói rằng là nó kết nối được với lại bên cổng Android, nhưng mà mình cũng chưa test thử kiểu này bao giờ. Mình có bút này, trong này là một cái hộp đựng bút. Mở một đầu thì nó sẽ có các rất là nhiều ngòi này. Và đầu còn lại thì mình vặn ra, nó sẽ có cái bút này. Mình lôi nó ra và sử dụng thôi. Cái bút này thì như hiện nay mình cầm thì mình thấy nó hơi nhẹ hơn so với lại cái bình thường mà mình vẫn hay sử dụng á.
Nhưng mà không biết thực tế lúc mà ngồi vẽ thì sẽ cảm nhận như nào. Có một cái găng tay nữa. Có một số những cái bạn nào khi mà vẽ mà mình có hay bị ra mồ hôi tay ấy, hoặc là sợ bàn vẽ bẩn, thì mình có thể sử dụng thêm cái găng tay này. Bình thường thì mình cũng ít khi mà mình sử dụng cái găng tay này lắm. Còn đối với cái bảng vẽ ấy, thì khi mà các bạn nhìn thấy rằng là khi mà các bạn unbox cái hộp mới thì phía trên nó sẽ có một cái miếng siêu như thế này. Khi mà mình sử dụng á, mình sẽ dùng cái này và mình bóc nó ra. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình sờ vào cái bảng vẽ này thì thấy khá là thích này. Phía bên tay trái thì nó sẽ có một số những cái nút bấm để mình có thể set cái hotkey ở trong này. Tuy nhiên là bình thường ấy, vì khi mà mình vẽ Photoshop thì mình sử dụng rất là nhiều hotkey. Mình nghĩ chắc cũng phải đến mấy chục cái luôn á. Thành ra là cái số lượng mà hotkey ở bên này thường thì mình toàn tắt đi hết, mình disable hết chứ cũng không sử dụng đâu. Cái phần mà mình sử dụng chủ yếu nhất thì là trong cái nội bản vẽ như thế này thôi. Trước khi vẽ thì chúng ta có một cái công đoạn nữa, đấy là sẽ set up, sẽ tải driver này, và sau đó thì setting cho cái bảng vẽ này. Mình sẽ cần phải map cái màn hình lại. Bình thường thì mình sẽ sử dụng hai cái màn hình, và cái bảng vẽ của mình nó sẽ chỉ map full một cái màn hình thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể gia tăng độ nhạy của bút, cũng như là setting lại cho các cái nút bấm bên tay trái của cái bảng vẽ. Mình thì mình sẽ disable hết cái đống đấy. Đây là một cái tấm hình mà mình có dùng sản phẩm XP Pen Deco Pro MW này để vẽ. Thì cũng hay là cái thời điểm mà mình chuẩn bị cho cái clip hướng dẫn vẽ tóc phần 2 thì XP Pen đã gửi cái sản phẩm này, cho nên là mình có sử dụng cái bảng này để vẽ luôn. Thì cái quy trình mình lưu sơ sơ thì nó sẽ là như này. Đấy là cũng sketch nét nè, sau đó thì sketch ánh sáng, rồi bắt đầu thì render dần. Đối với tất cả các cái công đoạn này ấy, thì mình thấy là cái bảng vẽ hoạt động cũng ổn định, không thấy hoặc là chưa thấy cái hiện tượng là mất nhận driver dẫn tới mất lực nhấn. Mặt bảng vẽ thì có cái độ nhám vừa phải, không bị trơn khi vẽ. Cài driver hay setting các thứ thì đều rất là dễ sử dụng và dễ tải. Có một số thứ mà mình không thích, ví dụ như là bút khá nhẹ và độ thuôn của bút không phù hợp với cái tay của mình. Và cái điều này thì mình cũng đã nói ở đầu clip rồi, rằng cái này thì nó cũng chỉ là cái sở thích cá nhân thôi. Ngoài ra thì bảng vẽ có cái phần cạnh và vắt thẳng thay vì là vắt chéo, khiến cho cái phần cẳng tay mình tì vào thì hơi cấn nhẹ. Chốt lại thì mình thấy đây là một cái sản phẩm mà cũng rất là ok để mua, các bạn có thể cân nhắc. Các công ty cũng có thể sử dụng sản phẩm này cho cái công việc chuyên nghiệp. Sau khi mà test thử ấy, thì mình cũng muốn give away chính cái bảng vẽ này cho một bạn họa sĩ khác. Thì có thể là bạn cần, nhưng mà cũng có thể là các bạn có muốn trải nghiệm cái bảng vẽ này. Thì để tham gia, các bạn sẽ thực hiện những cái bước sau nhé. Bước đầu tiên, đấy chính là hãy subscribe channel YouTube của mình. Bước thứ hai, đấy là hãy like và share cái clip này lên trên Facebook và để ở chế độ công khai. Bước thứ ba này, bước này quan trọng lắm nhé. Đấy là các bạn hãy để lại một comment, trong đấy có ghi một số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 100 và đồng thời đính kèm link Facebook của các bạn. Khi mà mình quay random cái số ấy, thì mình biết được có thể gửi tặng đấy đến cho ai nhé. Tính từ cái thời điểm mà mình post cái clip này lên, mình sẽ tổ chức một cái buổi livestream để mình giveaway cái tablet này. Ngoài ra thì hôm đấy mình cũng sẽ cố gắng giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về công cụ. Cho nên nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại ở dưới comment ngay luôn nhé. Để cập nhật thời gian chính xác hơn thì mình sẽ thông báo trước một ngày ở trên cái tab cộng đồng của YouTube và trên Facebook cá nhân của mình nữa. Cho nên là các bạn hãy follow để mà có những cái thông tin chính xác hơn về cái ngày, cái buổi livestream đấy nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn may mắn. Bye bye.